14 tuổi, Jason đã bỏ học tìm việc khuân vác giao đá để giúp đỡ gia đình, thế nhưng đi đâu cậu cũng bị người ta xem thường. Tên đại thiếu gia ngồi trên chiếc xe sang trọng còn cố tình bấm còi khiến Jason giật mình làm rơi mấy tảng đá. Cậu nhóc ngượng ngùng chỉ có thể cúi mặt xuống tiếp tục công việc. Khi ấy, Jason vô tình nhìn thấy tờ báo có đăng tin về một người tên Andrew. Anh ta cũng thôi học từ năm 14 tuổi và làm cu li cho người ta để kiếm tiền. Nhưng cuối cùng Andrew lại trở thành một tỷ phú. Cậu nhóc cảm thấy những gì bản thân trải qua rất giống với anh ta. Thế là hớn hở chạy về nhà lấy báo ra nói với bố, sau này con cũng sẽ trở thành một đại phú hào tiền tiêu cả đời không hết. Ông bố nghe xong liền đứng hình một lúc rồi nói, tao kêu mày đi giao đá chứ có phải là đi hít đớ bú ke đâu mà ngáo vậy hả con? Mày sẽ chẳng bao giờ giàu được bởi vì mày chỉ là một loại người thấp kém trong xã hội này. Chính ông nội đã dạy bố như thế đấy. Cho nên bố xin lỗi con, và bố cũng chỉ có thể dạy con như vậy. Nghe những lời động viên tinh thần trên cả tuyệt vời của ông bố, Jason chán chẳng buồn lói. Nhìn người mẹ ốm nặng trên giường, cậu không muốn sống bất tài giống như ông cả đời, ngay cả tiền mua thuốc cho mẹ cũng không có. Thế là cậu quyết định ra ngoài sông pha tận tay kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng cậu không biết rằng chuyến đi này của mình sẽ chia cắt hai mẹ con mãi mãi. Dưới sự giúp đỡ của một ông bác, cậu lén lút trèo lên một chuyến xe lửa. Jason không hề biết chuyến xe này sẽ chạy về đâu, coi như đây là do số phận sắp đặt vậy. Đợi đến khi tỉnh lại, ông bác nói bọn họ đã đến Texas. Dứt lời, ông bác nhảy một phát xuống xe, ơ kìa chờ cháu với. Nói xong, Jason cũng vội vàng nhảy theo, nhưng cậu cũng không bao giờ trông thấy bóng dáng ông bác nữa. Lúc này vừa hay có một nhóm người đi ngang qua. Thấy vậy, cậu cũng đi theo coi có gì mới mẻ. Lát sau bọn họ đến một thị trấn nhỏ. Ở đây có một ông chủ trang trại đang tuyển 6 nhân viên thời vụ. Cậu thấy cơ hội đã đến nên lật đật chen lên phía trước cật lực giới thiệu bản thân với ông chủ. Ông chủ thuê xem thường cậu sức lực yếu ớt. Cậu không phục liền ôm bổng anh béo mồm lông giống lão sếp của tôi lên để chứng minh sức lực. Hành động hài hước này khiến ông chủ trang trại cũng phải bật cười. Thấy cậu tích cực chủ động như thế liền phá lệ thuê cậu. Những ngày sau đó, Jason chăm chỉ làm việc nhưng chiếc cọc mà cậu đóng xuống đất lại dễ dàng bị đẩy ngã. Tuy nhiên từ bỏ không có trong từ điển của cậu. Lúc người ta nghỉ ngơi thì cậu vẫn đang hì hục đóng cọc. Một chàng trai thấy cậu cố gắng như vậy liền đem nước cho Jason uống và cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Chàng trai này tên Howard, lúc đầu anh sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng do nền kinh tế bị suy thoái dẫn đến phá sản. Vì vậy anh chỉ có thể đi làm thuê cho người ta kiếm miếng cơm manh áo qua ngày. Ước mơ của Howard đó chính là gây dựng lại sự nghiệp trở thành ông chủ nông trại lớn nhất Texas và để người khác làm việc cho mình. Hai thanh niên trẻ đồng cảnh ngộ cứ thế trở thành bạn thân chí cốt của nhau. Đến tối, Jason chăm chỉ đọc sách tiếp thu thêm kiến thức mới, còn những người khác thì đánh bài. Nhìn gương mặt vui vẻ của họ, cậu bỗng ý thức được làm thuê không thể giàu lên được. Cho dù có cố gắng làm đến khi già thì số tiền tích góp cũng chẳng được bao nhiêu, cậu không cam chịu khuất phục trước số phận. Thế là Jason tìm đến ông chủ hỏi ông làm cách nào để có thể thành công giống như ông vậy. Chủ trang trại đáp rằng muốn thành công cần rất nhiều thứ, nhưng chỉ có trở thành người dẫn đầu thì mới có thể thành công được. Câu nói này dường như đã thức tỉnh cậu. Jason lại hỏi ông nếu chúng cháu hoàn thành công việc trước thời hạn liệu có thể tiết kiệm tiền cho ông không. Chủ trang trại đáp đúng vậy, bọn cháu làm càng nhanh càng tốt. Thấy thế, thanh niên liền hớn hở nói vậy ngày mai cháu có thể làm xong công việc trước thời hạn, tiền tiết kiệm được ông chia cho cháu một phần nhé. Nghe xong, ông chủ liền bật cười, cháu rất có ý chí nhưng cháu không thể làm hết được mọi việc đâu, ông cứ đợi mà xem. Sáng sớm hôm sau, các công nhân bị tiếng chuông đánh thức nhưng không nhìn thấy Jason đâu. Hóa ra 3 giờ sáng cậu đã dậy làm việc rồi, đồng thời tìm ra quy trình làm việc để đạt năng suất cao nhất. Jason còn nhiệt tình hướng dẫn mọi người chia làm hai nhóm, ai cũng có nhiệm vụ riêng, vừa làm vừa phối hợp với nhau giống như dây chuyền sản xuất trong nhà máy vậy. Như thế hiệu quả công việc sẽ được cải thiện đáng kể. Kết quả họ hoàn thành nhiệm vụ trước một ngày thật, ông chủ rất hài lòng liền thưởng cho cậu một số tiền. Cứ như thế cậu đã kiếm được số tiền bằng trí tuệ lần đầu tiên trong đời. Cầm $30 trong tay, Jason hớn hở chạy ra bưu điện gửi tiền về nhà mua thuốc cho mẹ. Đúng lúc này một cái thắt lưng lớn bằng vàng sáng lấp lánh đã thu hút sự chú ý của cậu. Jason hỏi người đàn ông sao mà làm được vậy. Ông ta đáp rằng ở cái thảo nguyên Texas này có đầy, nhưng phải xem tầm nhìn của cậu có đủ sâu hay không trước đã. Jason thông minh liền nghĩ ngay đến thứ ông ta nói, là dầu mỏ sao. Đối phương chỉ mỉm cười không đáp mà quay người rời đi. Sau chuyện này dường như cậu đã tìm được phương hướng phấn đấu của đời mình. Jason vui vẻ đi trên phố thì bất ngờ bị một cô gái xinh đẹp thu hút. Cậu đứng ngây người ra đó đến nói cũng không nên lời. Anh chàng này tuy nói chuyện rất kỳ cục nhưng được cái đẹp trai và cây rủi cui khá to. Hãy mời anh ta đến vũ hội đi. Nghe theo lời xúi dại của con bạn thân, người đẹp liền ngỏ lời mời. Đương nhiên là Jason không thể từ chối rồi. Buổi tối cậu lên đồ trông rất bảnh bao rồi đi đến vũ hội. Cô gái vừa rồi tên là Hannah và cô cũng là hoa khôi rất được mọi người yêu mến trong vùng. Jason không muốn lỡ mất cơ hội này nên quyết định ra tay chốt đơn nhanh, không thằng khác nhảy mất. Mình muốn lấy cậu làm vợ. Đây là câu nói trôi chảy nhất mà cậu có thể nói được từ khi gặp Hannah, nhưng đối phương chỉ bật cười chứ không nói gì. Hôm sau Jason đến cổng trường đón cô, không ngờ lại bị đại thiếu gia phía sau chế nhạo, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga sao. Cậu không chịu yếu thế liền bật lại, rồi sẽ có một ngày thằng nhà quê như tôi sẽ trở thành một tỷ phú.
Hannah thấy Jason có chí lớn bèn dẫn cậu đi gặp hiệu trưởng. Cô hy vọng hiệu trưởng cho cậu tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường học tập. Hiệu trưởng có vẻ không muốn nhận nhưng cậu cũng chẳng hề lo lắng mà đáp rằng đọc sách chính là đang lãng phí thời gian, tôi tự mình học là đủ rồi. Ngoài kia có rất nhiều tấm gương thành công nhưng không học qua trường lớp gì. Hiệu trưởng nghe xong liền nói người trẻ tuổi có dã tâm lớn là tốt, nhưng việc được tiếp xúc với nền giáo dục là rất cần thiết. Tuy nhiên Jason không đồng ý với quan điểm của thầy. Để chứng minh bản thân có thể tự học thành tài, cậu đã bảo Hannah ra đại một bài toán, 1 cộng 1 rồi đem trừ cho 2, sau đó nhân với 10 thì bằng bao nhiêu. Jason ngồi suy nghĩ một lúc rồi đáp kết quả bằng 0, hiệu trưởng nghe xong liều ngơ ngác, đây đúng là một thiên tài rồi. Không những vậy chàng trai này còn biết ông thầy đang mắc bệnh về da liễu và cách để chữa trị, thế là Jason nhanh chóng được hiệu trưởng đặc cách mời vào trường học tập. Được học chung với Hannah nên tình cảm của cả hai ngày càng quấn quýt hơn, nhưng ngày vui cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì quân Nhật bất ngờ tập kích Trân Châu cảng. Như vậy chiến tranh đã kéo đến, Jason bất chấp khai gian tuổi tác để nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, đợi đến khi chuẩn bị xuất phát thì cậu mới nói cho Hannah biết. Cô lập tức phản đối kịch liệt vì người yêu có thể mất mạng bất cứ lúc nào, Jason cho rằng cuộc sống phải có đấu tranh thì mới giành được thứ mình muốn. Rất nhanh nam chính đã có mặt tại chiến trường, lúc đó có một tay lính mới không dám lên tiền tuyến đưa thư, Jason là một người biết nắm bắt cơ hội đã chủ động xin đội trưởng thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng vừa mới di chuyển chưa được bao xa thì bị pháo nổ hất bay cả chục thước, may mà gặp được người bạn thân năm xưa. Howard liều chết chạy ra khỏi chiến hào mới có thể cứu được cậu một mạng. Chớp mắt hơn 10 năm đã trôi qua, Jason bây giờ đã trở thành một người đàn ông, anh không quên giấc mơ năm đó. Dựa vào số tiền tích góp được trong những năm đi lính cuối cùng cũng mua được một cái máy khoan giếng để đào dầu mỏ, nhưng đào xuống cả nghìn mét kết quả lại không đào được gì. Mấy anh thợ có chút nhụt chí nói rằng chúng ta lại uổng công nữa rồi, Jason liền đáp mấy chục năm nay tôi nhìn thấy có rất nhiều người đào được dầu mỏ. Giờ cũng nên đến lượt tôi rồi chứ, các anh không được lười biếng đấy nhé. Mấy anh thợ nghe đến đây thì bực mình bỏ làm luôn. Đấy anh đi mà tự đào xem có dầu để mà hút không. Jason về đến nhà mặt mày ủ rũ, anh đã đổ hết tiền vào đó rồi nên nếu không thành công thì e rằng cả gia đình phải cạp đất mà ăn. Nhưng một câu nói của con trai đã khai sáng cho anh, bố có thể dạy con cách ném bóng xoay không? Bố không biết ném như vậy. Chỉ có những chuyên gia mới có thể con ạ. Jason đột nhiên nhận ra mình cần tìm những người chuyên nghiệp để làm những việc chuyên nghiệp, thế là anh ngay lập tức tìm một nhà địa chất. Sau khi đo đạc khảo sát cuối cùng nam chính cũng có thể tìm được dầu mỏ, anh liền hào hứng chạy về nhà khoe với vợ. Trông thấy bộ dạng đen thui thùi lùi của chồng, cô vợ hiểu ngay vội chạy lại ôm lấy anh. Chúng ta sắp giàu có rồi, các con mau lại đây để hít mùi của tiền đi nào. Sáng hôm sau người thợ nói với Jason rằng một chiếc máy có thể thu 500 thùng dầu mỗi ngày, vùng này có thể thu được ít nhất 50 triệu thùng. Như vậy mỗi ngày có thể bán được 1.000 đô la Mỹ và giấc mơ trở thành tỷ phú của anh mỗi lúc một gần hơn, nhưng rắc rối cũng theo đó mò đến. Chủ trang trại biết có kèo thơm liền mò đến tống tiền, nói hợp đồng mà bọn họ ký không bao gồm quyền khai thác dầu mỏ, cậu cứ đợi mà chuẩn bị tiền bồi thường tôi đi. Jason không cam lòng chịu thua liền tìm gặp một luật sư giỏi tên là Dâu. Trong phiên tòa, chủ trang trại thấy luật sư của Jason là người da đen liền chế nhạo không coi ra gì. Anh da đen không quan tâm mà nói rằng hợp đồng được ký cách đây 2 năm 2 tháng. Luật pháp ở Texas có quy định tranh chấp về quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, người thuê trang trại có quyền khai thác dầu mỏ sau khi hợp đồng được ký kết 2 năm. Đừng nói với tôi là anh không biết điều này nhé. Luật sư đối thủ nghe xong liền quay qua bảo với chủ trang trại, tôi đã nói với anh rồi, tôi là luật sư ly hôn chứ không phải về tranh chấp đất đai. Cứ như vậy, Jason đã chiến thắng trong vụ kiện lần này. Thấy anh luật sư da đen quá lợi hại nên nam chính lập tức thuê anh ta với giá cao về làm cố vấn pháp lý cho mình. Vài năm sau đó, dưới sự giúp sức của Dâu, Jason đã gây dựng nên đế chế dầu mỏ của riêng mình với khối tài sản hơn chục triệu đô la Mỹ, nhưng anh vẫn chưa chạm tới giấc mơ trở thành tỷ phú. Anh biết rằng dầu sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt cho nên cần phải tìm những mỏ dầu mới. Qua thăm dò trang trại bên cạnh có ít nhất 200 triệu thùng dầu, nhưng chủ trang trại kiểu gì cũng không chịu bán cho Jason. Lúc này kỹ sư trưởng có một sáng kiến, đó là khoan chui đường ống qua đất hàng xóm. Như vậy có thể thu được dầu mỏ của đối phương mà không cần phải trả tiền. Khôn như vậy quê tôi đã lên đĩa làm thành 7 món rồi. Mấy năm nay Jason dồn hết tâm trí vào việc kinh doanh nên vô tình khiến mấy đứa nhỏ sau khi lớn lên đều trở thành cậu ấm cô chiêu, ngoài việc mở miệng đòi tiền ra thì không biết làm gì hết. Tuy nhiên anh không hề quan tâm đến điều này, để tiếp tục mở rộng sản nghiệp dầu mỏ của mình anh định mua một nhà máy lọc dầu, mở cả một chuỗi ngành công nghiệp dầu mỏ và trở thành tỷ phú. Jason và anh da đen đã bay đến nhà máy lọc dầu ngay trong đêm để bàn bạc với giám đốc nhà máy về việc thu mua lại. Nhưng giám đốc nhà máy lại cố tình gây khó dễ, các anh cho tôi mấy ngày để suy nghĩ nhé. Thế là Jason và Dâu đành thuê khách sạn gần đó chờ đợi. Tuy nhiên cả tuần trôi qua mà hai người vẫn chẳng thấy tin tức gì cả. Vì lễ Giáng sinh sắp đến nên anh da đen xin phép về nhà với người thân trước, còn Jason vẫn quyết định tiếp tục ở lại nơi này. Quả nhiên sự chờ đợi của nam chính đã được đền đáp. Vào đúng ngày Giáng sinh, giám đốc công ty tìm đến khách sạn nói muốn bán nhà máy lọc dầu cho anh. Cậu làm tôi nhớ đến bản thân mình 20 năm trước, rốt cuộc anh cũng thực hiện được ước mơ khi bé. Đó là trở thành một tỷ phú đô la. Jason rất vui mừng nhưng quay lại mới nhận ra xung quanh chẳng có lấy một người để chia sẻ.
Lúc này một tin xấu ập đến, dâu không may gặp tai nạn xe trên đường về nhà khiến nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Hai quả thận đều bị vỡ nên rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn người đã giúp mình gây dựng lên một sự nghiệp vĩ đại, Gia Sơn chợt nhận ra. Trong lúc mải mê chạy theo tiền tài thì bản thân đã đánh mất rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tiền. Thế nên anh đã quyết định hiến một quả thận của mình cho dâu, giúp anh da đen có được sinh mệnh mới. Mọi chuyện xảy ra cũng khiến Gia Sơn nhận thấy tiền bạc chỉ là ước mơ của anh, tiền nhiều đến mấy cũng chỉ là một dãy số mà thôi. Còn người thân mới là tài sản quý giá nhất trên cõi đời này, thế nên anh quyết định lấy lợi nhuận của việc kinh doanh rót vào một quỹ từ thiện để giúp đỡ người khác. Anh và vợ thông báo quyết định này cho 4 đứa con, sau đó cho mỗi đứa 10.000 đô với hy vọng chúng cũng sẽ dùng số tiền này để giúp đỡ người khác và học cách cho đi. Thế nhưng sau khi bọn trẻ lấy được tiền xong lại vui vẻ lên kế hoạch sẽ tiêu tiền như thế nào, hai vợ chồng thấy biểu hiện của các con chán chẳng buồn nói. Bất ngờ đứa con trai thứ hai đi xuống lầu trả tiền lại cho bố và bảo rằng tiền của con đã đủ xài rồi, vì vậy bố mẹ hãy trích số tiền này vào quỹ giúp đỡ người khác sẽ tốt hơn. Điều này khiến cả hai vợ chồng cảm thấy rất an ủi, thật ra đây chỉ là một phép thử mà anh dành cho bọn trẻ. Cuối cùng đứa con trai thứ hai thừa kế tất cả tài sản như một lẽ tất nhiên. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.